bà merito sởn da gà báo ngay cho mạnh quỳnh khi thấy điều đáng sợ này người hiểu phi nhung nhất là mạnh quỳnh và ngược lại cũng vậy người biết rõ nhất mối quan hệ thật sự của mạnh quỳnh và phi nhung không ai khác là bà merito ngọc thủy bà chủ của trung tâm thúy nga bà merito đã đồng hành cùng phi nhung và mạnh quỳnh từ những ngày đầu gặp gỡ nên bà cũng được xem là nhân chứng sống chứng kiến hết niềm vui nỗi buồn của cặp đôi trị kỷ này Bà như một quan tòa hòa giải mỗi khi hai anh chị giận nhau, âm thầm hợp tác hay theo ngôn ngữ ngày nay được gọi là đẩy thuyền, làm mai cho Phi Nhung Mạnh Huỳnh hồi trẻ. Tiếc là họ không thể đến được với nhau, nhưng đồng hành với nhau mấy chục năm trời nên họ cực kỳ thân thiết. Có chuyện gì quan trọng cũng giải bày tâm sự với nhau nên hôm nay bắt gặp được điều đặc biệt này dù đang ở thái lan bà merito cũng gọi ngay cho mạnh quỳnh được biết chị gái phi nhung và bà merito đồng thời chia sẻ một đoạn video ở ukraine có một người cực kỳ giống phi nhung trizi phương trình viết trên trang cá nhân tại sao cô nhạc trưởng lại có thể giống phi nhung một cách kỳ lạ như vậy trong video là một người Ukraine, nhưng từ góc nghiêng đến đôi mắt phải giống Phi nhung đến 90%, nên nếu Trizzy Phương Trinh không giải thích thì rất nhiều người lầm tưởng đó là cố ca sĩ phi nhung. Thậm chí dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả còn nổi gai óc khi nhìn vào tổng thể quá giống. Nhìn kỹ đến xương cầm của Mì Trang, cứ như là một phiên bản khác của Phi Nhung. Có người còn nghĩ rằng có khi nào đó là chị em cùng cha khác mẹ của Phi Nhung không? Suy nghĩ này tưởng chừng như viễn vong nhưng cũng có thể lắm chứ. Bởi chính Phi Nhung còn không biết cha ruột là ai, cô ấy chỉ biết mình là con lai mà thôi. Dân mạng đồng loạt để lại bình luận như sau. Y chang luôn từ thần thái đến nét mặt, nhìn thẳng hay nghiêng đều giống. Giống quá ạ, à, như hai giọt nước ý. Nhìn tổng thể hết hôn, nhìn từ xương cầm cũng y chang, nổi cả gai ốc. Ôi sao cứ như cùng phiên bản. Nhìn thần thái nét mặt y hệt luôn, xem mà rần rần xúc động mới nhìn qua mình nghĩ phi nhung đang làm ca trưởng ôi sao giống nhau đến vậy